Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 95 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Giết Thần Vương. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. ở tập trước thì Diệp Hàm sau khi thi đấu xong với cái đấu Nguyên Thuật với cái đám người của Nguyên Thuật thế gia cổ xưa kia thì đã phân ra thắng bại rồi Diệp Hàm thì mở ra được một con khỉ còn sống luôn không biết có phải là tôi ngủ không hay không nữa sau đó thì mặc dù cãi qua cãi lại là phía phần thắng bên cái thế gia cổ của Nguyên Thuật kia đội giành phần thắng nhưng có xích lông lão đạo ra mặt nên bên kia nhận thua thì bỗng nhiên lúc này ở tử sơn truyền đến tiếng chuông rồi um, xuất hiện vô số những cái con sinh linh từ thời thái cổ xuất hiện đánh giết rùm trời luôn ở đoạn cuối tập hôm qua thì đến cái đoạn mà tự nhiên có một cái đạo hào quang đỏ bốc lên tới tận trời cuốn về phía nữ tử mà um, là một cái sinh vật thời thái cổ đó đang gãy đàn thần diễm vô tận giống như là một cái thần hoàng cuốn lên trời cao vào giờ khắc này thì mọi người trong thần thành đều không kìm được mà trung rẩy đây là uy áp tới từ linh hồn khiến cho người ta không kiềm nổi mà ngã xuống đất quỳ rạp xuống. Vũ khí cực đạo là vũ lô của Khương Gia. Đúng vậy á, đó, đó, là thần lâu dùng huyền hoàng xích kim luyện chế thành có thể đánh nát đá thiên địa đốt khâu đại dương mênh mông. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc kêu lên, lộ ra vẻ rung động, ai nấy đều run rẩy, muốn quỳ xuống vái lạy, căn bản không tự chủ được, giống như đối mặt với thần linh vậy tiếng đàn tranh gián đoạn nữ tử trong mây mù hóa thành một cái luồng thượng quang bay về phía chân trời muốn tránh đi căn bản không dám giao chiến có phải thiệt không vậy vận dụng vũ khí cực đạo rồi hả rất nhiều nhân vật ở trong đám lão làng đều nghi hoặc giờ rồi chỉ là chấn nhiếp mà thôi chưa vận dụng uy lực của cực đạo thuật á có người đáp có gì xuất hiện thần uy khủng bố như vậy mà cũng chưa phải xuất ra thiệt hả rất nhiều tu sĩ khiếp sợ nói Đột nhiên một đạo hào quang sáng lạng vọt lên Thân uy ngập trời tràn tới Khiến tất cả mọi người đều sợ hãi Gần như không thể mở miệng nói chuyện Tử vân ở hướng chính đông Giống như sóng gió rút đi rất nhanh Rời xa thần thành Dừng lại ở phía chân trời Rất nhiều người tim đập thình thịch Gần như bụng rủng ngồi trên mặt đất Không thể chống đỡ nổi nữa Đây là hư không kính của cơn giao Đúng vậy nga có người lây động hư không kính, trấn nhiếp sinh vật thái cổ rồi. Chưa đánh ra uy lực của cực đạo, chỉ thúc giục uy áp thôi mà đã khủng bố dọa người như vậy rồi. Mọi người khó có thể tưởng tượng nếu mà đánh ra thì sẽ gây nên cảnh tượng đáng sợ tới mức nào. Tuyệt đối có thể đánh xuyên thiên địa, đúng khu đại dương mênh mông thiệt mà. Nếu có đủ thần lực thúc giục vũ khí cực đạo thì có thể quét ngang thiên hạ. Đây là binh khí do đại đế cổ tế ra, thần uy của bọn họ có thể nhận thấy rất rõ ràng. Diệp Phạm cũng nghiêm nghị hẳn, hắn nghĩ tới thần cung trên băng nguyên, thánh địa cổ 7-8 vạn năm trước bị thần vương vô địch của Khương Gia cầm hằng vũ lô bình định hoàn toàn. Trước kia hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hiện tại thì thấy 8-9 phần là thật rồi. Bình khí của đại đế cổ đúng là quá khủng bố rồi. Lại một luồng dao động ngập trời vọt lên, ô quang tỏa ra bốn phía, tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, quy áp vô thượng gần như phá vỡ cả vùng thiên địa này thánh binh dùng long văn hắc kim luyện chế thành long văn đỉnh là vũ khí cực đạo duy nhất trên thế gian không phải có từ đại đế mọi người rung động lắc lư muốn ngã dưới cái loại uy áp này ngay cả những nhân vật cao thủ già cả cũng rất khó có thể chịu nổi bên trong thần thành các thánh địa cầm ba vũ khí cực đạo chứng nhiếp sinh vật thái cổ khủng bố thiên địa cuối cùng yên ắng lại sinh vật thái cổ tới tấn công đều đã lui tới chân trời không dám tiếp cận song phương liền rơi vào thế dạng co thể ra vũ khí cực đạo giết sạch bọn chúng đi chứ chứ chẳng nhếp làm gì nữa người nói thì dễ nghe ha nếu như làm như vậy thì máu sẽ nhuộm đỏ mặt đất này thời đại hắc ám sẽ buông xuống đồng hoàng đột nhiên tất cả mọi người đều ngậm miệng áp lực khó tả khum xiết bao phủ trong lòng bọn họ gần như phải nín thở rất nhiều tu sĩ đã không nói nên lời nữa phía chân trời sinh vật thái cổ tụ tập mây mù cuồn cuộn nơi đó xuất hiện một thần nguyên khổng lồ bên trong có một sinh vật hình người nó tuy rằng không phá nguyên thoát ra nhưng lại truyền ra uy áp tinh thần kinh khủng đấu chiến thanh viên ở phía xa xa bộ lông toàn thân bắn ra kim quang bốn phía nó cầm hung binh tuyệt thế trong tay hỏa nhãn kim tinh cưỡi một cái đám mây nhào lộn một cái thì liền biến mất bên trong thần thành vài vị thánh chủ phóng lên cao tay cầm vũ khí cực đạo bay lên bầu trời giằng co với bọn chúng dao động tinh thần cường đại giống như nước triều mênh mông quét ngang trời cao song phương giống như đang tiến hành trao đổi với nhau vậy cuối cùng một giọng nói khủng bố vang lên trong lòng mọi người đừng có quấy rầy sự yên bình của chúng ta nữa phía chân trời hiện lên một cái hố đen khổng lồ bọn chúng vượt qua hư không mà đi trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rất khủng bố nghe những sinh linh nãy lại cường đại tới như vậy đối định với chúng có thể nói là ác mộng mà Ôi, cũng may mắn là chúng đã đi rồi tất cả mọi người hết thảy đều còn sợ hãi thở phào một hơi mây mù trên thần thành đã tan hết ánh mặt trời chiếu xuống tất cả chuyện đã xong rồi vừa rồi giống như chỉ là một giấc mộng vậy dì Phạm rung động trong lòng khối thượng nguyên kia hắn nhìn hơi quen cẩn thận nhớ lại bỗng dưng bừng tỉnh lần trước đi ở trong mạch khoáng của tử sơn hắn đã từng nhìn thấy trên một cái vách tường có khắc cảnh tượng một nữ tử vương giả thái cổ bị vô thủy đại đế trấn áp khối thượng nguyên vừa rồi giống hệt dáng vẻ của nữ tử kia hắn càng nghĩ lại càng giật mình đây không chỉ là giống mà thôi phải nói giống nhau như đúc nữ nhân mấy vạn năm trước không bị đại đế giết chết mà còn sống tới nay hay sao hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều vấn đề cảm thấy toàn thân giá lạnh cộng tất cả chín đại long mạch bảo vệ xung quanh tử sơn loại địa thế này tìm khắp đông hoang cũng không thấy còn khủng bố hơn cả vạn long sào nữa chín đại long mạch đều có thượng nguyên vô thượng đều ẩn chứa sinh vật thái cổ có cùng cấp bậc với tồn tại bên trong khối thượng nguyên kia rất khó có thể tưởng tượng nổi ở trung tâm tử sơn rốt cuộc là địa phương như thế nào. Dịp phàm sau khi học nguyên thiên thư xong thì đã dần dần hiểu được đây là một trọng địa vô cùng ít có trong thiên hạ, có biến hóa ảo diệu với thiên địa. Hắn đang cân nhắc bốn chữ vật cực tức biến mà vẫn không biết làm thế nào mới có thể biến được. Ở trước thái cổ, rốt cuộc đã tồn tại vô thượng nào tiến vào trong tử sơn, cần sinh linh khủng bố trong chính đại long mạch bảo vệ chứ. Vô thủy đại đế trở ra làm cái gì? Dịp phạm đoán không ra, rốt cuộc là làm thế nào sinh ra biến hóa ảo diệu trong thiên địa đây? Thật sự tiến vào tử sơn thành công rút lui, các thánh địa rốt cuộc chiếm được cái gì rồi ha? Trung Châu và Đông Hoang cộng lại vận dụng năm vũ khí cực đạo, lần này thành công xuất nhập tử sơn, nhất định chiếm được thừa kế vô thượng rồi. Thần Dung không thấy hư còn sống và được cứu ra chưa vậy? Thần Thành sôi rào, tất cả mọi người đều bàn tán, một ngày nọ dư luận xôn xao xuất hiện rất nhiều lời đùng. Có người nói các thánh địa chiếm được bí mật của đại đế cổ, gặp được chữ viết của vô thủy đại đế. Còn có người nói là người Trung Châu gặp di hài của vô thủy đại đế, trải qua mười mấy vạn năm mà vẫn không hư thối, trông vẫn sống động như cũ. Cũng có người nói vô thủy đại đế căn bản là chưa chết, y đang ở trong tử sơn ngồi xếp bằng trên đạo đài thi thể bất hủ của vô thủy đại đế kế thừa của vô thủy đại đế vô thủy đại đế còn sống trên đạo đài trong thần thành bốn chữ vô thủy đại đế trở thành từ xuất hiện nhiều nhất trong miệng của mọi người tất cả mọi người đều bàn luận rất xôn xao cho tới bây giờ chưa ai có lực ảnh hưởng lớn như vậy chỉ cần có chuyện về gã thì tất nhiên liền trở thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú ý ngoài ra còn mấy tiêu điểm nhỏ nữa là dịp hàm cắt ra được nhiều kỳ trưng kinh thế như vậy khiến cho rất nhiều người đều quen mắt xích long lão đạo biến mất không thấy bóng dáng rất nhiều người đều biết lão tức nhiều có chuyện kiên kỵ dù sao cũng đã từng đuổi giết thánh địa hiện giờ đối phương lấy thánh binh ra thì lão tất nhiên không thể ngồi đó đợi được chẳng may bị người của thánh địa vây lại dùng binh khí của đại đế tấn công thì xích long lão đạo dù có thủ đoạn nghịch thiên cũng phải chịu hình thần câu diệt thế gian này căn bản không có người nào chống lại nổi thánh binh của đại đế mà lão tuy rằng đi rồi nhưng người của thế gian nguyên thuật cổ kia cũng không dám trở mặt với diệp hàm bởi vì chỉ cần xích lông lão đạo còn sống Thì có ở trước mặt hay là không cũng như vậy mà thôi Lần thu hoạch này dịp hàm rất là phong phú Kỳ trân hắn cắt ra so sánh với Nam Cung Kỳ Cũng rất khó đánh giá Vô cùng chói mắt Khiến lòng người lay động Cổ trùng thần nguyên Vương tộc Thái Cổ Hai khối thần nguyên lớn bằng cái đầu người Tất cả những thứ này cộng lại Hơn 200 vạn cương nguyên tinh thuần Khiến mọi người đều phải trợn trắng con mắt Mặc dù rất nhiều người đều có lai lịch đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt này khiến cho ngẩn ra. Thân tàng khổng lồ như vậy, bất cứ người nào cũng phải rung động và ham muốn. Mặc dù là năm cung kỳ đã trải qua không ít sóng gió, giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, có cảm giác đầu ván mắt hoa, trái tim của lão như đang nhỏ máu vậy. Lão và ba vị tông sư nguyên thuật khác tới thạch vườn của Diêu quan trước là để xem đá, hao hết tâm huyết, gần như nguyên khí đại thương mới chọn được ba khối trân phẩm, không ngờ vẫn bị thua vốn lão còn muốn cắt ra kỳ trân trả cho dư quan thạch phường để tránh kết ưng oán bởi vì thế gian nguyên thuật cổ bình thường không tiến vào thạch phường của thánh địa để đổ thạch nhưng mà trước mắt tất cả đều thành không rồi không phải chỉ đền tổn thất do thua dịp hàm mà còn đắc tội với dư quan thạch phường phiền toái này tuyệt đối không nhỏ tiền đặt cục là 150 trăm năm vạn cơ nguyên tinh thuần phải dùng thần nguyên làm tiền rõ đó lý hắc thủy lớn tiếng nhắc nhở nam cung kỳ thực sự là muốn học máu ngoài kỳ trân cắt được ra thì còn phải đền thêm nhiều nguyên như vậy thực sự là rỗng túi rồi các vị thực sự khẳng khái nha thực sự là quá nhiệt tình rồi đại ân nãy không lời nào cảm tạ hết đó đám thanh niên của thế gia nguyên thuật cũ nhìn chằm chằm vào cái tên mặt đen này hận không thể tiến lên đập cho hắn nằm đo đất tất cả mọi người gần như là bị nội thương vậy thực sự là hít thở không nổi hát tiểu tử ta nhớ kỹ cái bản mặt ngươi rồi một đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ tức giận lấy tay chỉ vào mặt của lý hắc thủy thân thể cũng rung rẩy mặc dù những kỳ trân này đều bị phong ấn nhưng vẫn tỏa sáng ra bốn phía khiến cho người hoa mắt trong lòng kích động không dám nhìn lâu một đống kỳ trân đặt ở nơi đó ánh sáng tỏa ra vạn đạo khiến người ta không mở mắt ra nổi khiến cho người ta muốn phát cuồng rất nhiều người nảy sinh ra ý tưởng muốn giết người đoạt bảo đây là một đống thần tàng kinh người giống như thần thoại hoang đường vậy có mấy người đã từng nhìn thấy nhiều như vậy đâu Ngay cả thánh tử, thánh nữ cũng thở hổn hển nữa Có nhiều kỳ trân như vậy Thì muốn làm gì mà không được Khai sáng môn phái, đổi kinh thư Mua cổ đăng, mua sắm binh khí tuyệt phẩm vân vân. Tất cả mọi thứ này Đều khiến cho người ta muốn phạm tội Có lực hấp dẫn rất là lớn Mà quý báu nhất chính là hạt giống kỳ lân kia Không phải tính trong đám kỳ trân này Sớm đã bị dịp hàm thu vào trong tiểu đỉnh Bạch Ngọc phong ứng lại rồi Chạy nhanh lên thôi Mấy cái lão già kia giống như uống thuốc kích thích kìa Ánh mắt đều đỏ lên cả rồi Mau thu đồ lại thôi Lý Hắc Thủy nhỏ giọng thầm thì Ngay cả thánh tử, thánh nữ cũng có ý tưởng xông lên cướp sạch Không cần phải nói tới những người khác nữa Ông tay áo của Diệp hàm cuốn một cái Thu toàn bộ đống kỳ trân kia May mắn đó đều là thần nguyên Nếu là nguyên tinh thuần thì sẽ phải như một ngọn núi Muốn thu vào cũng mệt mỏi lắm Thần vật biến mất Rất nhiều nhân vật cao tuổi vọt tới, lao thẳng tới Đối với bọn họ mà nói thì trận phong ba của vô thủy đại đế cũng không quan hệ tới bọn họ. Chỉ có giải quyết vấn đề tuổi thọ mới là bức thiết nhất. Đám lão nhân được quá độc ác rồi. Lý Hắc Thủy hùng hùng hủ hủ trốn đi, suýt nữa đã bị người giẫm đạp lên, quần áo cũng bị người ta tấm rách rồi, giày hoàn toàn bị đạp nát rồi. Ở trung tâm của đám người này, diệp hàm dễ không ra nổi, y phục đều đã bị người ta túm lấy. Những lão nhân này nhiệt tình khiến cho hắn không chịu nổi. Được rồi, được rồi, được rồi, ta bán đâu giá mà Ta sẽ đem tới thiên yêu bảo khuyết bán đấu giá Hắn thực sự là không chịu nổi Cuối cùng phải la lớn như vậy Đám người nọ cũng không tản đi Ước chừng dằn co tới một canh giờ Hắn mới bỏ trốn mất dạng được Sau hai ngày, Diệp hàm và bạn bác Đều trốn ở trong thiên yêu bảo khuyết Căn bản là không dám đi ra ngoài Bằng không sợ người khác tới bao vây bọn họ Đám người của thánh địa đều tới Mục đích rất rõ ràng là muốn mua hạt giống kỳ lân Đối với bọn họ mà nói Thì đây chính là thánh vật vô giá công phá tử sơn dẫn tới sóng to gió lớn trong hai ngày này không ngừng có tin tức kinh người truyền ra khiến mọi người khó có thể phân biệt thật giả thần vương khương thái hư còn sống tin tức truyền ra khiến bắt vực chấn động đồng hoàng kinh hải đây là tin tức được chứng thực duy nhất những tin khác đều chưa được xác nhận một người sống gần năm ngàn năm á bị phong ấn lộn như vậy hắn không ngờ vẫn còn chống chọi được không thần thành sôi trào rất nhiều người không thể bình tĩnh nổi tin tức này quá mức kinh người rồi Người thắng lớn nhất chính là Khương Gia chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bất kể là có được vô thủy kinh hay là không thì Khương Gia cũng đều thắng lợi trở về rồi. Nên biết rằng Khương Thần Vương nắm giữ đấu chiến thánh pháp được xưng là thần thông vô thượng của lực công kích đệ nhất Đông Hoang. Thiệt là khó tin mà, hơn 4.000 năm mà không chết, sinh mệnh của thần Vương cũng thật sự ương ngạnh mà. Không ai có thể bình tĩnh nổi, bí quyết chữ đấu trong cửu bí xuất thế, đồng hoàng chấn động, rất nhiều người đều ham muốn, rất muốn ra tay cướp đoạt. Khương gia giống như gặp phải đại địch, dùng vũ khí cực đạo bảo vệ Khương Thái Hư ngày đêm, sợ rằng có người thừa dịp làm loạn. Khương Thái Hư thực sự được cứu ra, nhưng mà không khác gì người chết cả. Không chỉ thân thể gần như chết héo, mà thần thức cũng gần tắt rồi. Biển ốc mấy ngàn năm lại thiếu linh khí nữa, có thể sống sót đó là kỳ tích lớn nhất thế gian này rồi. Thần vương Khương Thái Hư năm đó Từ thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, chấn động thiên hạ. Đến khi xuất hiện trở lại thì anh hùng đã vào tuổi xế chiều rồi. Rất nhiều người cảm thán một nhân vật tư chất ngút trời như vậy lại rơi vào kết cục như vậy. Lão thần vương rất hư nhược, căn bản là không có biện pháp trở về khương gia. Ngọn lửa thần thức của lão có thể tắt bất cứ lúc nào, chỉ có thể đưa lão vào trong hóa long trì trong thần thành. Cái ao này cổ kính như thần thành, có tác dụng chữa thương vô cùng kỳ diệu. Theo truyền thuyết từ xa xưa thì nó đã từng sinh ra chân lông. Đây là cây cỏ cứu mạng duy nhất của khương gia hiện giờ. Khương gia ngựa không dừng vó, mang tứ tự gia tộc các loại linh dược, đồng thời ra giá trên trời thu mua những phương pháp cứu mạng của người trong thiên hạ. Diệp Phàm cắt ra được hạt giống kỳ lân, tất nhiên bị Khương Gia biết được, trước sau đã có vài tên thái thượng trưởng lão tới, nguyện mua với cái giá đắt để cứu mạng Khương Thần Vương, mà đồng thời cũng có nhiều người tìm thấy Diệp Phàm, cũng có mục đích tương tự, bất kể trả giá cao bao nhiêu đều phải mua cái hạt giống kỳ lân này. Có một số người không hy vọng Khương lão thần dương sống lại, Yêu Nguyệt không thấy cảnh tượng này lập tức phán đoán như vậy. Diệp Hàm cũng gật đầu. Trắng trợn cạnh tranh, rất nhiều người đều muốn mua hạt giống kỳ lân không thiết trả giá. Rất nhiều gương mặt xa lạ, thậm chí giấu giếm hình dáng, căn bản không biết là tới từ thế lực lớn nào. Bỏ qua mọi thứ để làm khó khương gia. Lý Hắc Thủy thậm chí hoài nghi nếu như bọn họ không phải tránh ở trong thiên yêu bảo khuyết thì sẽ trực tiếp bị người ta xử lý, cướp đi hạt giống kỳ lân này rồi. Diệp Hàm cũng không luyến tiếc cái gì, Lần đầu gặp mặt Khương Gia đã nói cho bọn họ biết thần dược này sẽ để lại cho Khương Thái Hư, không bán cho bất cứ kẻ nào khác. Khương Thần Vương có đại ân truyền pháp đối với hắn, hắn sẽ không quên. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đem cái loại linh dược này tới điều trị thân thể cho lão thần dương. Chờ tới khi hơi chuyển biến tốt thì sẽ cần tới thần dược kỳ lân cứu mạng. Thái thượng trưởng lão của Khương Gia giải thích tất cả. Trước mắt không nên đột nhiên dùng thần dược cứu mạng mà phải tiến hành từ từ, Diệp Phạm rất muốn trực tiếp giao cái hạt giống kỳ lân cho bọn họ. Nhưng chưa chờ Diệp Phạm nói cái gì thì Thái Thượng trưởng lão của Khương Gia lại nói rõ ràng mấy ngày nữa sẽ đưa thần nguyên tới mua thần dược. Hắn nghĩ đi nghĩ lại liền không nói tới nữa bởi vì quá chủ động sẽ khiến Khương Gia sinh nghi. Đồng thời hắn cũng không hy vọng thần dược kỳ lân duy nhất trong thiên hạ tuyệt diệt. Nghĩ tới thần dược đang quả chân lông mới có được không lâu trước đó có lẽ sẽ có thể thay thế được. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, ngày đêm ngày thứ nhất, không khí thần thành rõ ràng đã rất bất thường ẩn chứa một cảm giác đầy áp lực đêm ngày thứ hai thần thành đại chứng có cầu thủ tuyệt đỉnh tập kích hóa long trì đánh chết một vị thái thượng trưởng lão khương gia suýt nữa vọt vào được nếu không phải hàng vũ lô phát uy khiến đại địch kinh sợ rút lui thì lão thần vương phân nữa sẽ bị người ta giết chết rồi tin tức này truyền ra làm thần thành chấn động bốn phương kinh hãi mặc dù mọi người đã dự đoán được là có rất nhiều thế lực lớn không hy vọng thần vương sống lại nhưng mà không ngờ lại có kẻ dám ra tay tất cả mọi người đều hiểu được rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không ngừng lại có lẽ lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi tuyệt đại thần vương sống lại ảnh hưởng quá lớn rất nhiều thế lực lớn không muốn khương gia có được cửu bí khương gia giống như gặp đại địch thần lô cực đạo từ hoàng huyết xích kim bảo vệ hóa long trì ngày đêm điều tới rất nhiều cao thủ khi Diệp Hàm nghe thấy tin tức này, liền trực tiếp mời cường giả khắp nơi tới chứng kiến, giao cái hạt giống kỳ lân cho Thiên Yêu Bảo Khuyết bán đấu giá, khiến mọi người biết là nó không còn ở trên người của hắn nữa. Vì hắn nghĩ đêm đó chắc chắn sẽ có người đến xử lý hắn, cướp đoạt hạt giống thần dược. Kẻ trong bóng tối, ngay cả Hóa Long Trị cũng dám tiến vào, ngay cả Khương gia cũng dám đắc tội, huống chi hắn chỉ là một tiểu tu sĩ không có bối cảnh mà thôi. Có thể đoán được là không hề ít thế lực lớn đều muốn ra tay, trong đó khẳng định có thánh địa tham dự, những quái vật lớn này ẩn bên trong đám mây mù hắn cũng không muốn không hay biết gì mà trở thành vật hy sinh vào một ngày nọ thần thành lập tức trở nên khẩn trương cường giả bên trong thành khí huyết như rồng mơ hồ xuyên qua cả bầu trời mặc dù lỡn nắp khí tức nhưng mà nếu nhiều cao thủ tới đây như vậy thì sẽ hình thành cảm ứng kỳ lạ khiến rất nhiều nhân vật đều kinh hãi khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng từng luồng khí huyết chân lông tràn ngập bốc thẳng lên trời cao. Khí huyết như rồng từng luồng xuyên qua cả trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều tu sĩ đều phải biến sắc. Thường vương rút cuộc đạt tới cảnh giới nào mới có dị tượng khí huyết bốc lên tận trời như vậy? Thần thành là một địa phương đặc thù, một khi có cường giả tuyệt thế mang theo sát ý tới thì ban đêm sau trời sẽ cảm ứng được, thể hiện ra rất chân thật. Có những nhân vật cao tuổi nói như vậy, không hề nghi ngờ gì nữa bên trong thành xuất hiện không ít nhân vật khủng bố có thể phát ra một kích như lôi đình vạn quân diệp hàm thể hiện trước mặt mọi người giao hạt giống kỳ lân cho người khác bảo quản rồi chảy mất không dám ở lại trong thiên yêu bảo khuyết nữa nhưng hắn cũng không có khả năng đặt mình ở ngoài cuộc dù sao thì thần dược cũng là của hắn vừa mới ra mặt liền bị người khắp nơi mời mọc rồi ngay cả lý hát thủy cũng phải giật nảy mình kinh ngạc nói người cũng thiệt là thu hút ngon đến cả các thánh địa cũng mời người nữa Diệp Phạm cảm thấy nhức đầu nhức ốc, thánh tử và thánh nữ cũng đều mời mộc. Các truyền nhân của đại giáo cũng đưa thiếp mời tới. Nhà nào cũng không thể đắc tội, đi tới nhà nào trước bây giờ đây. Khắp nơi đều muốn mượn sức, phải xử lý thế nào cho ổn đây? Lý Hắc Thủy ngẩn ra, cầm một cái đám thiếp hồng trong tay rồi nói. Ăn vụ y cũng mời ngươi nè, bỏ qua thật sự là lãng phí đó ngờ. Màn đêm trút xuống như nước, tương luôn huyết khí như đại lông xỏ xuyên thiên địa, Lý Hắc Thủy thở dài Đây là một đám độc nhân mà Tôi dám khẳng định Trong đó tối thiểu phải có mấy thánh chủ Thật sự muốn giết cái lão thần Dương Khương Thái Hư Quả nhiên là to gan lớn mật mà Theo lý thuyết thì Có hàng vũ thần lưu bảo vệ Tính mạng của lão thần Dương phải không có gì đáng lo mới phải chứ Tại sao tôi vẫn cảm thấy có điểm không hợp lý nha Diệp Hàm nhíu mày Sẽ không có ai sử dụng vũ khí cực đạo đó chứ lý Hắc thủy kinh hãi nếu như vậy thì thần thành có thể sẽ bị đánh thành đứt bằng không còn tồn tại được nữa diệp phạm lắc đầu nói không ai dám mang vũ khí cực đạo tới đâu như vậy sẽ bại lộ thân phận thôi đã nhiều ngày thần thành có kinh biến rồi tuyệt đối không thể yên tĩnh mà trôi qua được bọn họ đi ra không bao lâu thì đã có người phát hiện ra hai người vội vàng bay lên trời đi tới thủy nguyệt tiểu lâu sợ bị người ta vây lại hoàng tử đại hạ cho mời diệp phạm tất nhiên rất khó cự tuyệt khi Nam Cung Kỳ gây khó dễ cho hắn thì Hạ Nhất Minh và Yêu Nguyệt Không cũng đã cất lời tương trợ hắn. Thủy Nguyệt Tiểu Lâu treo trên trời đêm, cảnh sắc u nhã khác nhau rất lớn với địa phương khác. Không có lầu quỳnh gác ngọc, không có cung điện to lớn. Nơi này giống như là một cái động thiên khác vậy, tự thành một cái vùng không gian nhỏ vô cùng gần với tự nhiên. Có rừng trúc, có biển tùng xanh tươi, ánh trăng chiếu xuống, u tuyền sốc sách. Thủy Nguyệt Tiểu Lâu được xây dựng song song với dự dục am, là một trong ba địa phương phong nhã nhất thường thành, là một nơi có thể làm hao mòn ý chí anh hùng. Nhưng phong cách giữa hai nơi này lại quá khác nhau. Rất nhiều người đều coi nó như là một vùng đất lành, ở trong đó có thể tìm được cảm giác bình an trong tâm linh, rời xa hùng trận huyên náo. Trên thực tế thì quả thực là như vậy. Trăng sáng treo cao, rừng tùng như tranh, suối mát chảy qua gần đá, lâu gỗ ở trong đó vô cùng tự nhiên. Thực sự là một vùng thế ngoại siêu thoát, có cảm giác giống như đang ở một nơi thanh tĩnh ngoài tam giới, một mặt mông lung, im lặng mà u nhã. <laughs> Hoàng tử đại hạ không định mời chúng ta đi tới cái nơi phong hoa tuyết nguyệt chứ? Lý Hắc Thủy nói. <laughs> sao lại như vậy được chứ? Ở phía sau hắn còn có một cái đuôi mà, làm sao dám chứ? Diệp Hàm cười nói. Mà công nhận cái cô nhóc tiểu ni cô ấu trắng kia cũng đều bám ghê luôn ha Suốt ngày đi theo cao cao của nàng Quan hệ với hai huynh mụ nàng cũng không tồi thiệt hết. <laughs> tiểu ni cô kia tu luyện ở trong đời thường đến mái tóc dài cũng nuôi được rồi bọn họ tiến vào trong rừng núi có suối mát lành đi tới trước một cái cây cầu gỗ ở trước thủy nguyệt tiểu lâu rất nhanh liền gặp được vài người quen trái tim diệp hàm đập mạnh một cái suýt nữa là bỏ chạy thân vương thể của cơ gia lúc này mà xin cảm ứng với hắn thì đúng là phiền toái lớn rồi ngoài ra còn có cơ tử nguyệt trong sáng tiểu ni cô hoàng tử đại hạ yêu nguyệt không bọn họ đều không đứng trong lầu gỗ mà ở trên một cái đài cao uống rượu ngắm trăng. Tới chậm thiệt đó nha, phải chịu phạt đi. <laughs> Yêu Nguyệt không cười to, cho người tới rót rượu. Được thôi, chúng ta chịu phạt ba chén. Di Phạm và Lý Hắc Thủy đi tới đài cao uống liền ba chén rượu ngon. Ba chén sao mà đủ được chứ, còn chưa đủ để các ngươi làm mát họng mà, ba hũ thì còn được đó. <laughs> Hoàng tử đại hạ cười rồi nói. <laughs> Thôi được rồi mà Các người tha cho hai người chúng ta đi Ánh trăng trắng như lông ngỗng rải trên rừng tùng Đài cao bằng ngọn tùng Vừa có thể ngắm trăng Vừa có thể thưởng thức cảnh rừng khuya u tĩnh Xa xa có tiếng đàn vọng lên Vài nữ tử đang múa trên không trung dưới ánh trăng Giống như hàng Nga chạy theo trăng Phi thường mông lung động lòng người Muốn mời cổ hình thiệt là khó đó nha Vài ngày đã không thấy hình bóng đâu rồi Cơ hậu nguyệt mỉm cười, mây kiếm mắt sáng, thần võ bức phạm. bị hạt giống thần dược liên lụy khiến ta không dám ra ngoài luôn mà. Diệp Phạm giải thích, đồng thời hỏi xem sau khi tử sơn bị công phá thì các thánh địa rốt cuộc đã chiếm được cái gì. Đừng có nói là chiếm được kế thừa của du thủy đại đế chứ. Lý Hắc Thủy cũng hỏi. Ta cũng nghe người ta nói rằng có người gặp di thể của du thủy đại đế trong đất sống động đó. Cơ hậu nguyệt lắc đầu nói Tuy rằng cơ gia ta cũng tấn công tử sơn Nhưng mà tình huống chân thật thì ta cũng không biết nữa Tuy nhiên ta từng nghe nói là đã phát hiện ra một số bí mật của đại đế Bởi vậy kinh sợ mà rời khỏi tử sơn Thân sắc Diệp phàm lập tức biến đổi, nói con người thấy dù thủy đại đế ngồi xếp bằng trên đạo đài Còn có sinh mệnh nữa, chuyện này rốt cuộc có phải là thiệt hay không vậy? Ta cũng hy vọng đúng là như vậy Nhưng mà hơn phân nữa là không có khả năng Không ai có thể sống lâu như vậy Cơ hậu nguyệt lắc đầu, Tiểu nguyên thiên sư ngươi không thể tay không đến đây chứ Không tặng lễ vật cho chúng ta cũng được Nhưng mà không tặng lễ vật cho tiểu ngoan là không được đâu Cơ tử nguyệt tươi cười ngọt ngào Ánh trăng chiếu rọi hai má nàng trong suốt Bên kia trên đầu vai của tiểu ni cô Sinh linh nhỏ màu vàng Đang trừng mắt nhìn dịp hàm Ánh mắt lóng lánh rất có linh tính Dịp hàm lập tức nở nụ cười rồi nói <cười> Tiểu tử này thụ dai thiệt đó Nhớ mãi không quên cái khối thần nguyên kia Đó là thần nguyên của tiểu ngoan Nó đương nhiên không quên rồi Tiểu ni cô áo trắng lẩm bẩm Diệp Phàm lấy ra mười mấy viên thần nguyên Bằng hạt đậu đặt trên lòng bàn tay Thần Tam lập tức ngồi không yên nữa Định tới lấy nhưng mà lại hơi dỗi trừng mắt nhìn dịp Phàm Nà, tôi có lòng tốt tặng thần nguyên cho ngươi Còn trừng mắt nhìn ta như vậy ta lấy lại à Diệp hàm trêu nó Vút Một đạo kim quang bắn ra từ thân thể nó Trong nháy mắt cuốn lấy mười mấy viên thần nguyên đậu kia đi Nó lập tức trốn sau lưng cơ tử nguyệt Lắm la lắm lét nhìn Diệp Phàm Mấy người ở nơi này đều kinh ngạc Ngay cả cơ hạo nguyệt cũng mở miệng nói Hả? Loại thần thông này nếu tu tới đại thành Chẳng phải có thể lấy hết dạng vật sao? <laughs> Đúng là tiểu cường đạo trời sinh mà Rất nhanh mọi người đã chuyển đề tài tới Khương Thái Hư Rốt cuộc ai muốn giết thần vương thì không ai nói tới Vì chủ đề này quá nhạy cảm Bọn họ đều bình luận tại sao cửu bí lại cường đại như vậy Sự thần kỳ của hóa long trì Còn cả dĩ bẩm của Khương Thần Vương hoàng tử đại hạ cơ hậu nguyệt đều muốn mua hạt giống thần dược uyển chuyển đề nghị diệp hàm, lại nói sẽ trả giá thật là tốt diệp hàm không thể hứa hẹn cái gì cũng chỉ nói ra sự khó xử của mình đổ tất cả mọi chuyện lên phòng đấu giá thiên yêu bảo quyết cơ hậu nguyệt nhìn lên tinh không rồi nói chi chỉ nói thử xem ở một thế giới khác của tinh không có tu sĩ giống chúng ta hay không vậy Hạo nguyệt huynh tại sao lại nhắc tới vấn đề này vậy thiếu chủ thiên yêu cung khó hiểu hỏi chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi cơ hậu nguyệt lắc lắc đầu trong lòng diệp phạm chấn động hắn cảm thấy có thể là việc mình đi tới thế giới này đã xảy ra vấn đề ở nam vực đã có người tiết lộ thiên cơ rồi xác thực là có người tới từ vực ngoại trong sách cổ của đại hạ ta có nhắc tới đó hoàng tử đại hạ gật đầu hả xin hạ huynh nói rõ cho diệp phạm vội hỏi hoàng tử đại hạ lắc đầu nói ta chỉ ngẫu nhiên nghe được một vị huyền tổ nhắc tới mà thôi hiện giờ thánh thể kia nếu đến từ vực ngoại thì các ngươi cho rằng hắn có thể đánh vỡ được nguyền rủa hay không cơ hậu nguyệt lại hỏi trái tim dịp hàm nhảy lên nhưng lại bình tĩnh lại rất nhanh không dao động gì nữa hắn không nghĩ đã lộ ra sơ hở trong lòng có cảm giác không ổn chỉ sợ thực sự có người ở nam vực tiết lộ thiên cơ rồi hắn đã rời khỏi nam vực rất lâu rồi không biết những cố nhân ngày xưa giờ thế nào rồi dịp hàm cũng nghĩ ngợi rất nhiều mãi tới đêm khuya Diệp hàm và lý hắc thủy mới rời đi sau đó lại tới diệu dục am theo lời hẹn kết quả là lý hắc thủy bị cản lại bị dẫn tới một tòa cung điện chưa thấy an diệu y khiến cho gã vô cùng bất mãn với khả năng của an diệu y thì thà tuyển thánh tử chứ không tuyển gã trên thực tế cũng quả thực là như vậy tất cả biểu hiện của an diệu y đều chỉ là vì hạt giống thần dược mà thôi mỗi đời truyền nhân của diệu dục am đều có quan hệ không rõ với một số thánh tử cường đại nhất có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của diệu dục am Di Phạm cảm nhận rất rõ ràng thái độ làm người của An Dụ Y. Đề nghị mua hạt giống kỳ lân của hắn, nhưng bị hắn cười trả lời, Đưa dùng kỹ xảo mà đáp trả. Sau khi rời khỏi diệu dục am, thì đã là sau nửa đêm rồi. Lý Hắc Thủy nghe lời thuộc lại của Di Phạm, thì thở dài, nói Ôi, Tiểu dịp tử ngươi không may rồi, ngươi bị loại rồi, khẳng định ngươi không thể trở thành khách sau đệm cửa của nàng rồi. Ngươi nói đi đâu vậy? Ta chỉ nói sự thật mà thôi, Trước mặt An Vũ Y có thể phải quyết định Chuyện nhân mỗi đời của Diệu Dục An được như vậy mà Tao nghĩ nàng muốn tuyển thì khẳng định Sẽ là một vị thánh tử cường đại rồi Lý hắc Thủy cẩn thận suy nghĩ Nữ nhân chỉ nghĩ tới hiệu quả và lợi ích như vậy Thì có gì đáng nói đâu Diệp Phạm lắc đầu Tương lai dù người có trở thành nguyên thiên sư Thì dù sao cũng tràn ngập chuyện xấu Mà quan trọng nhất là không thể so sánh Vì bối cảnh với các thần thành Lý hắc Thủy phán đoán nếu mà dư quan thánh tử không bị trấn áp Thì ta nghĩ An Diệu Y khẳng định sẽ chọn hắn thôi Hiện giờ thật là khó đoán đó Không biết sẽ là ai Nhưng ta chắc nàng đã có quyết định rồi Người rảnh thiệt chứ Hết chuyện để làm rồi hả Diệp Phạm lắc lắc đầu Ngày thứ hai Diệp Phạm bắt đầu mở tiệc chiêu đãi Các thánh tử và thánh nữ Hắn chẳng có cách nào đi gặp tất cả Đều phải mời bọn họ tới hết vậy Hắn không biết những người này sau này mà biết hắn là thánh thể Thì sẽ có biểu hiện như thế nào đây mà bên trong thần thành lúc này có rất nhiều người gọi hắn là tiểu nguyên thiên sư, cực lực mượn sức. Trong tương lai nếu thân phận chân chính được lộ ra ngoài ánh sáng thì sợ rằng tình cảnh sẽ hoàn toàn khác. Dịp phạm bất kể thế nào cũng không thể dự đoán được ngày này lại tới nhanh như vậy. Buổi chiều hôm đó, khi hắn tới thạch phượng quen thuộc, thì một lão nhân tóc trắng xóa đang đứng ở bên trong thạch viên. Còn có mấy tông sư nguyên thuật cùng đời với Nam Cung Kỳ. Người biến đổi dung mạo, Lão nhân này chống quải trượng, tuổi già sức yếu, không biết là đã bao nhiêu năm tuổi rồi, khô gầy như cây khô, trông chẳng khác gì một bộ xương. Người là ai? Trái tim dịp hàm nhảy rộn lên, hắn giật mình phát hiện ra đối phương gần như cũng sắp tu thành thiên nhãn. Hai mắt đục ngầu bắn ra hai đạo điện mang, nhìn thấy hình dạng của hắn. Nam Cung Kỳ mắng. Không được vô lễ, đây là Âu Dương Diệp tiền bối trong nguyên thuật là người duy nhất tiếp cận vô hạn với cái cảnh giới nguyên địa sư trong năm tháng vô tận đó. Địa sư và thiên sư cách nhau khá xa, nguyên thuật của lão nhân này không biết đã tu bao nhiêu năm rồi mà cũng chỉ vẹn vẹn tiếp cận vô hạn với địa sư mà thôi. Có thể thấy cảnh giới của nguyên thiên sư cao tới mức nào? Người biết cải thiên quan địa đại pháp nhất định là đã chiếm được nguyên thiên thư rồi. Âu Dương Diệp chỉ còn da bọc xương, có thể nói là già không thể già hơn được nữa, nhưng mà giờ phút này đôi mắt của lão bắn ra hai đạo thần quang khiến người ta sợ hãi, nóng bỏng vô cùng. Các người ngăn tay lại làm gì? Trong lòng dịp phạm chấn động, thứ duy nhất khiến cho hắn an tâm đó là lão nhân này ẩn cư nhiều năm sớm không xuất thế, cũng chưa nhìn thấy bức họa thánh thể hoang cổ nên không nhận ra hắn. Chúng ta mời tổ sư Âu Dương xuất thế để chỉ điểm cho tiểu bối người một chút thôi mà. Nam Cung Kỳ cười vô cùng thâm sâu, nói được thôi, không thành vấn đề. Ngày mai ở đại diễn Thạch phường không gặp không về. Di Phạm đáp ứng rất là thoải mái. Xoay người bước đi. Hắn cũng không muốn ở lại thêm một khắc nào để thân phận lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn lôi Lý Hắc Thủy ra một cái gốc không người. Tế ra cái đại huyền ngọc chuẩn bị vượt qua hư không nhưng lại thất bại. Hắn khiếp sợ phát hiện ra căn bản là không thể xuyên qua hư không được. Ở bên trong đại diễn Thạch phường Nam Cung Kỳ hỏi. Ông Dương Tổ Sư nào? Người nói hắn biến đổi dung mạo, rốt cuộc hình dáng như thế nào vậy? tay phải Âu Dương Diệp nhấn lên hư không một cái, một khối chân thân hiện ra, đúng là dung mạo nguyên bản của Diệp Hàm. Hả? À, là hắn? Là thánh thể hoàng cổ? Sao lại như vậy được? Không ngờ lại là hắn. Đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ và vài tông sư như Nam Cung Kỳ đều nghe dạy, vô cùng khiếp sợ, không thể nào ngờ nổi đó là Diệp Hầm. Thánh thể hoàng cổ đại náo bắt vực, giết cả cao thủ trẻ tuổi của thánh địa, mỗi nơi đều có bức họa của hắn cả. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy! Cổ phong là diệp phàm là thánh thể quan cổ Nam Cung Kỳ hét lớn Giọng nói truyền ra hơn 10 dặm Trên người đối phương có thánh vật Cũng có ngô thiên thư Đây là một thần tàng sống Phải mau chóng bắt lấy Tiếng trống to như vậy khiến rất nhiều tu sĩ Trong thần tàng nghe được Đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Đệ tử của thế gia nguyên thuộc cổ trống to Giải thích với mọi người khắp nơi chuyện vừa xảy ra Cả vùng đất này lập tức ồn ào hẳn Tất cả tu sĩ đều đuổi theo hắn không thể chạy thoát được đâu Khương gia dùng hàng vũ thần lô trấn áp thần thành rồi Hắn không thể rời đi được Đuổi theo mau, nhất định phải tìm ra hắn Đường phố đại loạn, rất nhiều tu sĩ hô to, truy tìm khắp nơi Một lúc lâu sau có rất nhiều người nghe tin này, thần thành chấn động Cái gì? Cổ phong chính là Diệp Phạm hả? Trời đất mẹ ơi, cổ phong danh chấn thần thành chính là thánh thể quan cổ kia Khiến cho người ta giật mình mà các thánh tử, thánh nữ khi nghe thấy tin này đều trợn mắt há mồm, người bọn họ truy giết lại ở ngay dưới mi mắt bọn họ, còn từng ngồi cùng bàn ăn uống với bọn họ nữa. Những người khác trong thần thành đều nghẹn họng trân trối, thân thể hoang cổ chiếm được truyền thừa nguyên thiên sư, điều này có ý nghĩa như thế nào, thực khiến người ta kinh hãi mà. Thật càng đảm, gặm lớn bằng trời mà. Người này thật khí phách mà, dám tới thần thành hào độ kinh thế, đại chiến nguyên thuật với các đại thánh địa nha. Dùng thạch phường địch nhân làm mảnh chính mình, danh chấn thần thành, thánh thể hoang cổ thật khiến người ta giật mình. Lớp nhân vật lão làng, rất nhiều anh kiệt trẻ tuổi đều bị kinh hãi. Kết quả này khiến cho bọn họ cảm giác miệng lưỡi khô rác. Thánh thể hoàng cổ thực sự lá gan quá lớn rồi. Khương gia vì bảo hộ lão thượng vương, dùng hằng vũ thần lô trấn phong hóa long trì, đồng thời không ngừng khuếch trương phong bế cả tòa thần thành. Với những điều chứng nhiếp này, nếu ai dám kích sát thì trước phải suy nghĩ một chút. Thần thành bị phong không ai có thể rời đi, Khương gia có thể mang thần lô cực đạo đại khai sát giới. Đây là bá khí, Thế và Thái Cổ chỉ có khí phách Dám động tới thần vương ta Thì không tiếc tiêu diệt tất cả cường giả trong thần thành Cũng vì như vậy Diệp Hàm không thể vượt qua hư không Cả tòa thần thành lúc này bị che lại Không ai có thể ra vào Thôi xong rồi, chúng ta không ổn thiệt rồi Thần thành này bị phong trấn rồi Lý Hát Thủy tràn đầy mồ hôi lạnh Diệp Hàm rất nhanh dùng cải thiên hoán địa đại pháp Biến thành một cái bộ dáng khác nữa Sau đó cũng trợ giúp Lý Hát Thủy thay đổi hình dáng sau khi nguyên thuật quán đại thành, tuy chưa hề thay đổi sân xuyên đại thế, nhưng có thể dễ dàng sửa đổi dung mạo, hình dáng người khác. Chỉ cần không gặp cái lão Âu Dương Diệp kia, thượng thức người khác không thể nhận ra chúng ta đâu. Tuy nhiên chúng ta không thể ở cùng nhau được, phải tách ra thôi. Nhưng có một cái lão nhân tử minh, không phải là tên đơn giản đâu nha, đã tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư, nghe thật là trợ người, gần như mở ra thiên nhãn, chỉ sợ không trốn được gã bao lâu. Lý Hắc Thủy nhíu mày. Diệp Phạm lê nhẹ huyệt hằng vũ, Hắn biết lần này đã gặp phải đại phiền toái rồi Nếu không nghĩ cách thì lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ Hắc ca Trong tay ngươi có thần lệnh của lão bất tử Dù bọn họ phát hiện ra ngươi cũng không dám làm gì ngươi đâu Lý Hắc Thủy nói Ta thật ra thì không quá lo lắng cho ta đâu Mấu chốt là ngươi kìa Một khi bại lỗ dù là xích lông đạo nhân Cũng không thể bảo vệ ngươi được đâu Ta sẽ nghĩ cách mà tránh xa U Dương Diệp ra Diệp hàm nhíu mày nói đây không phải là biện pháp đâu, ngươi không nghe hay sao? Bọn họ nhất định phải có được nguyên thiên thư, thần thành lại bị phong trấn, ngươi tránh được bao lâu đây chứ? Lý Hắc Thủy đi tới đi lui, nói Hay là xin thiên yêu cung trở giúp thiện sao? Ta cảm giác tên yêu nguyệt không này cũng không tệ đâu. Diệp Phạm lắc đầu, nói à, Ngay lúc này chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. À, đáng tiếc là hạt giống kỳ lân lại đặt ở trong thiên yêu cung rồi. Lý Hắc Thủy thở dài, Diệp Hàm rất bình tĩnh, xoa cầm, nói Ta đã có cách rồi Có cách gì? Diệp Hàm âm thầm nói cho cả mấy câu Sau khi Lý Hắc Thủy nghe xong liền kiên quyết phản đối, nói Rất mạo hiểm đó, nếu thất bại thì không phải là đưa mỡ tới miệng mèo hay sao? Hiện tại chỉ có thể như vậy mà thôi Không chừng còn có thể có tương lai Sau này cũng không bị đuổi giết thêm nữa Diệp Hàm kiên định, nói có Tiểu Diệp Tử nào, không thể mạo hiểm như vậy được dịp phàm hạ quyết tâm nói yên tâm ông trời không phụ ta đâu ca ngươi cũng chạy nhanh đi phải tách ra không lại bị người ta phát hiện đó cổ phong là dịp phàm là thánh thể hoang cổ tin tức này quá chấn động thần thành toàn thành kinh ngạc rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tin nổi cái gì cổ phong tiểu đệ hắn là yêu người không nghẹn họng ta cũng không ngờ được hoàng tử đại hạ sau một lúc lâu không nói gì gã nghĩ tới rất nhiều chuyện con tiểu tinh linh màu vàng trên vai tiểu ni cô áo trắng lại đôi mắt to lúng liếng kéo kéo mái tóc tiểu ni cô liên tục khoa chân múa tay. Tiểu ngoan, người nói là sớm đã biết hắn có thể thay đổi dung mạo hả? Khuôn mặt của tiểu ni cô đỏ lên truy vấn thường tầm. Là sao vậy? Hoàng tử đại hạ hỏi. Tiểu ngoan bảo là chính mắt thấy cổ phong bế quan dùng rất nhiều nguyên để gia tăng cảnh giới. Tiểu ni cô giải thích con tiểu ngoan này đã sớm biết như vậy rồi sao không cho chúng ta biết sớm chứ hoàng tử đại hạ giật mình thương tâm khinh thường nhìn gã bộ dáng như đang nhìn trời đứng ở trên vai tiểu Nico cô mà không nhìn tới bên cạnh cơ tử nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm nói quả nhiên là hắn mà có điểm giống nhau là thích xoa cầm tiểu nguyệt muội nói cái gì vậy cơ hậu nguyệt hỏi H không có gì cơ tử nguyệt không nói gì tiếp lấy con tiểu sinh linh qua tay mình con thần tàm này không chút để ý Nhưng mà khi thấy hạt thần nguyên lây qua lây lại trước mặt Thì không chút nghĩa khí gì Bỏ qua tiểu Nico mà chạy sang bên cạnh cơ tử Nguyệt Dự dục am, an dự y cũng giật mình Tinh tế cân nhắc lại thời gian qua Rất lâu sau mới nhoãn miệng cười Về phần các thánh tử thì rất nhiều người lập tức hành động Truy ra trong thần thành Lần này thực sự là mây sám mặt ro Từng cùng cái kẻ đang tìm giết nâng cốc vui vẻ Hiện tại lại không biết nên nghĩ như thế nào người của dư quan thạch phường thì thức thú rút cuộc hiểu được vì sao dịp hàm chọn nơi này đổ thạch rồi đây chính là lấy bọn họ khai đao mà thằng thành cổ phong chính là diệp phạm vậy cái người dẫn đại hát cẩu chạy loạn cướp bóc kia lại vậy con bà nó chúng ta bị lừa rồi ngoại trừ con chó luôn mầm kêu gạo thu nhân sủng kia thì hết thảy đều là giả cả còn hát cẩu chết tiệt này nhắc tới hát hoàng rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi đê nghiến đối với nhiều đệ tử thánh địa mà nói thì hát hoàng chính là một cơn ác mộng giờ phút này người của thế gia nguyên thuật cổ xưa rất là gấp gáp đám người nam cung kỳ tìm tội khắp nơi muốn tìm ra diệp phạm sự hấp dẫn của nguyên thiên thư quá lớn đối với bọn họ chính là cổ kinh vô thượng không thể không nói âu dương diệp vô cùng đáng sợ dù sinh mệnh không nhiều nhưng mà sau khi nguyên thuật đại thành cao thủ tuyệt đỉnh cũng phải kiêng nể hắn như một âm hùng liên tiếp lướt đông lướt tây ở thần thành sáng tối bất chừng dùng lông khí dưới mặt đất cho mình dùng sau khi tiếp cận đến cảnh giới nguyên địa sư, chỉ cần có mặt đất thì hắn sẽ có được thần thuộc vô tận. Dưới hai hốc mắt tối đen có hai đạo thần quang xuyên thiên địa, không gì có thể che giấu nó, hắn gần như đã tu thành thiên nhãn rồi. Hắn là thánh thể quan cổ, dù xích long đạo nhân trở lại cũng không thể bảo vệ được cho hắn đâu. Lần này có thể quang minh chính đại giết hắn rồi, chư thánh địa cũng không thể ngăn cản được rồi. Nguyên thiên thư chính là tiên điển vô thượng, đã biến mất nhiều năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải thu được đệ tử thế gia nguyên thuật cổ xưa lại tràn ngập dũng khí thân phận diệp hàm đã lộ ra rồi dù giết chết cũng không phải kiên kỵ điều gì thần thành chấn động trừ thánh tử và rất nhiều tu sĩ đều tìm kiếm diệp hàm nhưng thủy chung không thấy bóng dáng đâu cả hắn không thể thoát được ta muốn dùng hắn chế thuốc một thiếu niên 13-14 tuổi hành không mà đi rất nhiều người phải tránh lui gã mặc một cái thường áo trắng hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm làn da trắng như tuyết đôi mắt thâm thúy như bảo thạch môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú dung mạo khiến cho nữ nhân cũng phải ghen tị chính là hạ cửu u chưa tới nửa ngày toàn bộ mọi người thường thành đều đã thu được tin tức đại đa số mọi người xúc động tìm kiếm nếu người có thể nhân cơ hội này tìm được dịp phàm thì ưu đãi đúng là vô tận trên người hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh lồng văn hắc kim thánh linh kiếm nguyên thiên thư rất nhiều thần nguyên quả thực chính là một thần tàng rất là lớn Diệp Hàm phát hiện ra hắn thực sự đã giống như thịt đường tăng rồi. Mọi người ai cũng muốn cắn một ngụm. Nhưng đối với hắn, uy hiếp lớn nhất chính là Âu Dương Diệp. Đôi mắt của lão có thể xuyên qua hư không, vượt qua hết thể ngăn cản. Chỉ cần tiếp cận lão thì không thể trốn thoát được. Diệp Phạm đã tách lý hắc thủy ra, thay đổi dung mạo, quần áo rồi nhanh chóng lẫn vào trong biển người, tránh xa những nơi Âu Dương Diệp hay lui tới. Cuối cùng, hắn đi tới phía tây thần thành. Nơi đây có một cái mảnh kiến trúc to lớn, Hóa lông trì chính là ở trong đó Hiện tại bị người khương gia canh gác nghiêm mật Vừa tới gần hắn đã cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng Hằng vũ thần lô được luyện thành từ hoàng huyết xích kim Dành chứng cổ kim Hiện tại đang ở trong hóa lông trì Phong bế toàn bộ thần thành Ngươi lại Một người trung niên quát hỏi Nơi đây không có người ngoài Tất cả đều là cao thủ khương gia trong thế hệ trẻ, ngoại trừ mấy người Khương Chật Phi, Khương Thải Huyên thì căn bản những người khác không có tư cách dừng chân Tất cả đều là lớp người lớn tuổi Khương gia hướng khắp nơi cầu phương pháp tục mệnh Ta đặc biệt tới cứu trợ Khương Thái Hư Thần Dương Diệp Hàm bình tĩnh Nói Người có phương pháp gì Người trung niên này đầu tiên là ngẩn ra Nhưng sau đó liền bắn ra hai đạo thần mang bức nhân Nhìn chăm chăm Diệp Hàm Gã không thể không cẩn thận Hiện tại là lúc vô cùng cẩn mật Có người đã tới giết lão thần vương Một vị thái thượng trưởng lão vị như vậy Mà tánh mạng đã mất rồi nếu không phải là có hàng vũ lô thì cao thủ khủng bố kia đã đắc thủ rồi. Mời khách quý vào đi. Một thanh âm của lão nhân truyền tới. Diệp Hàm cất bước đi vào trong cung uyển, gặp được càng nhiều cao thủ, ai ai cũng như chuẩn bị đón địch, trấn thủ bốn phương, biểu tình rất là nghiêm túc. Hắn đi liền qua chính tầng đại điện, đi vào một mảnh lâm viên, nơi đây cây cối xanh tốt, toàn là đình thai, cầu kiều, con suối, hoa cỏ, cảnh đẹp tuyệt trần. Vị tiểu hữu này có phương pháp gì vậy? một lão nhân ở phía trước, mặc một bộ trường y màu trắng bạc, mặt mũi hiền lành, không nhìn ra tuổi tác đã bao nhiêu. "Ta có bà phương pháp có thể khiến cho lão thần dương sống lại." Diệp Hàm bình tĩnh đáp, "Ồ, à, lời này là thật sao?" Từ trong mắt của lão nhân này bắn ra hai đạo điện mang đánh giá Diệp Hàm, muốn hiểu rõ toàn thân Diệp Hàm. Diệp Hàm khẽ giật mình, đây là một nhân vật cấp thánh chủ, là một vị đại năng có thể đoán được đây không phải là thánh chủ Khương Gia, chính là cao thủ tuyệt đỉnh của nhất mạch thần vương Khương Thái Hư kia. Khương Gia phân làm hai hệ, hậu nhân của thần vương nhất mạch tuy ít nhưng mà thực lực kinh người đủ trấn áp toàn trường. Phương pháp thứ nhất của ta là nửa hộ thần tuyền. Diệp Phạm nói tới đây, lấy ra một cái hồ lô ngọc lắc lắc, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, không thèm để ý mà đưa ra ngoài. Lão nhân kia vẫy tay một cái, liên tiếp được mà mở ra, lập tức cả kinh, gật đầu, nói Tốt, lão phu khương dân là hậu nhân của thần dương, mời tiểu hữu theo ta. Đây là thần tuyền không phải giả, lấy ra từ thái cổ cấm khu, được bảo tồn trong ngọc tỉnh bình, cho tới hiện tại không còn được nửa bát nữa, gần như đã tuyệt diệt rồi. Khương tiền bối, người không sợ ta giết lão thần dương sao? Dịp hàm hỏi. Không sợ. Dịp hàm cùng Khương Vân đi vào địa cung, tiến vào phía trong đại địa, hóa lông trì ở trong lòng đất trong địa cung này mây mù lượn lờ khí tức thánh khiết ập thẳng vào trong mặt lồng khí rất mãnh liệt lực lượng thần thành không ngừng lưu chuyển đương nhiên cũng có một cổ uy áp khiếp nhân không hề nghi ngờ đó chính là hàng vũ thần lô tuy không ai thúc giục nhưng mà nó vẫn tản mát ra uy áp chấn nhiếp linh hồn diệp phàm tiến sâu vào trong địa cung lúc này thần thành là một mảnh hỗn loạn tất cả mọi người đều đang tìm kiếm tung tích của hắn có rất nhiều người muốn giết hắn lấy đi tính mạng thánh thể hoang cổ nhưng không ai biết được hắn lại đi tới hóa long trì tiến nhập cái nơi được phòng thủ nghiêm mật nhất thần thành có thần lưu luyện chế từ hoàng huyết xích kim trấn áp không phải cao thủ tuyệt đại là không ai dám vào trong địa cung có một đám lão nhân đang ngồi chiếm cứ các vị trí trọng yếu không phải là thái thượng trưởng lão khương gia thì cũng là những lão tổ tông thân phận siêu phàm nơi này tràn ngập quan hoa không hề có chút ẩm thấp ảm đạm nào ở sâu trong địa cung có một cái ao rộng chừng ba trượng vuông nước trong ao màu trắng ngà trong vắt ở trong đó có một khối thân thể giống như bộ xương khô huyết nhục toàn thân khô cạn không có chút ánh sáng bóng nào lão nằm ở trong hóa lông trì không chút nhúc nhích như đã sớm mất đi sinh mạng rồi căn bản không cảm ứng được tia sinh cơ nào không khác gì một nhánh cây khô cả đây là thần vương khương thế hư sao dịp hàm gần như không thể tin vào hai mắt của mình hắn đã nghe đồn rất nhiều rồi rất khó có thể liên tưởng đến thân hình trước mặt mình Năm đó Khương Thái Hư phong thần như ngọc, chiến lược kinh thiên, bất kể là đi tới đâu cũng vô cùng nổi bật, là một nhân kiệt phong vân. Hơn 4.000 năm trước, gã oai hùng khí thế, bể nghệ thiên hạ, nhưng nay lại chỉ như một cái xác khô, gầy yếu vô cùng. Mỹ nhãn về già, anh hùng mặt lộ, đây đều là những điều bi ai nhất trên đời. Kỳ tài ngút trời, từ chức kinh thế, nhất đại thiên kiêu lại có kết cục như vậy, khiến người ta không khỏi cảm khái. Hóa lông trì là một mảnh lóng lánh, nước ao màu trắng ngà, có thanh hương bay ra. Thân thể khô héo kia vẫn không nhúc nhích, toàn bộ sinh cơ gần như hoàn toàn tuyệt diệt. Từ xưa tới nay, mỹ nhân tháng tuổi già, anh hùng tháng đầu bạc. Khương Thái Hư đang vận mệnh suy yếu, như anh hùng tới đường cùng. Không còn nữa tư thế oai hùng, chứng nhiếp thiên hạ mà tràn ngập bi thương vô tận. Diệp Hàm nhận đại ân của lão, biết được bí chữ đấu trong cửu bí. Hiện giờ thấy chân thân của lão như vậy, trong lòng có chút chấn động, Thần vương đã như đèn cạn dù Ngày xưa thấu bích truyền pháp Ý chí mạnh mẽ thế nào mới chống đỡ được cho lão Hết thể đều là vì muốn truyền thừa cửu bí Không muốn nó thức truyền Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này Từ trong đáy lòng dịp hàm sinh ra một cổ kính ý Với cái lão thần vương này Thân thể lão gần như héo rũ Thần niệm cũng đã ma diệt Ai có thể làm được như vậy Những điều Khương Thái Hư làm được có thể nói là kỳ tích rồi Dám hóa hình trên thạch bích Truyền ra bí pháp vô thượng Diệp Hàm nhú mày, ngay cả có thần tuyền có thể cứu mạng, nhưng thoạt nhìn tình thế cũng không quá khả quan. Đã nhiều ngày rồi, chúng ta luôn dùng linh dược điều trị cho người, nhưng gần như không có hiệu quả gì. Khương Vân nhú mày nói, bọn họ đã định dùng tới hạt giống thần dược, nhưng lại sợ dược lực quá mạnh. Lão thần vương suy yếu như vậy sẽ không chịu nổi, nhất thời lâm vào cái thế cách nào cũng khó hắn lại được người báo cáo rằng chủ nhân của hạt giống thần dược lại là thánh thể hoang cổ chấn kinh thần thành giờ lại bị người ta đuổi giết không biết tung tích việc bán đấu giá lại tiếp tục bị trì hoãn dùng thần tuyền đi dịp phạm mở miệng không ai có thể rõ hơn hắn về kỳ hiệu của thần tuyền mạnh tới mức nào ngày xưa hắn ở trong cấm địa thái cổ thọ nguyên hao hít cũng như cây chích héo vậy sau đó hắn bổ nhào vào trong ao thần tuyền chỉ qua hơn nửa ngày đã chậm rãi sống lại khôi phục sinh cơ loại nước suối này à. Trong lòng Khương Vân không thể bình tĩnh được Đồng Hoàng có bảy đại cấm địa sinh mệnh Chỉ ở sâu trong loại địa phương này Mới có thể có thần tuyền Gần như không thể lấy ra được Đây là đại ân Khương Vân còn chân thành chấp tay nói Ai có thể vô tư giao thần tuyền cho người khác dùng đây Đây chính là loại nước cứu mạng Hy thế có thể dùng để bảo mệnh Tiền bối không cần như vậy đâu Mau cứu thần dương đi Dì Phạm đáp lại ở sâu trong địa cung, vô thanh vô tức xuất hiện chính đạo thân ảnh, mỗi người đều vô cùng già nua, tóc trắng như cước, khó có thể phán đoán ra tuổi thực của bọn họ. Chính lão nhân này lần lượt xem xét thường tuyền, sau đó tất cả gật đầu, lộ ra thần sắc vui mừng, vây quanh hóa lông trì, chậm rãi ngồi xuống. Ngọc Hồ lơ lửng trên hóa lông trì, nhỏ xuống từng giọt trong suốt. Chính lão nhân đồng thời bắn ra một cổ thần quang tiên thiên, tiến nhập vào trong từng giọt chất lỏng, luyện hóa thành tinh khí tiên thiên, dung nhập vào thân thể khô héo của lão Thần Vương. Thần Tuyền quá ít chỉ còn lại nửa bát thôi, bọn họ không muốn lãng phí chút nào, cho nên chính lão nhân hợp lực ra tay, mỗi lần luyện hóa từng giọt một dung nhập vào cơ thể của Khương Thái Hư. Diệp Hàm nhìn thấy cảnh này không khỏi xấu hổ, trước đây hắn thực sự là quá lãng phí rồi, coi thần Tuyền thành nước uống, uống từng ngụm lớn một, làm gì tính toán tỉ mỉ như lúc này. Nửa bát thần Tuyền này luyện hóa tới nửa đêm mà còn chưa hao hết, vẫn thông thả tiến nhập vào thân thể lão Thần Vương chính lão nhân kia người nào người nấy sắc mặt cũng tái nhật lung lay muốn đổ bọn họ thực sự lại rất dụng tâm thúc giục ra mệnh nguyên tiên thiên của mình dung nhập vào thần tuyền để cứu mạng thần vương bởi vì dù sao nước suối này cũng không phải là thần dược dùng để chữa trị thân thể mà không chân chính là thánh vực có thể cải mệnh đăng một tiếng nổ lớn vang lên tiếng hét chối tai không dứt vang vọng thiên địa địa cung bị chấn động những người nơi hóa long trì này đều biến sắc có cầu thủ tuyệt đỉnh tới đây là người phương đầu hằng vũ thần lưu trong áp hóa long trì hắn còn dám tới giết thần dương hay sao để rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào đại năng khương vân biến sắc địch thủ dám tới khẳng định không hề sợ hãi có phương pháp toàn thân đi ra diệp hàm cũng kinh hãi trên đời này quả thực có rất nhiều ngoan nhân không muốn cho khương thái hư sống lại dù có binh khí cực đạo trấn thủ mà cũng dám tới xâm phạm tới ra hằng vũ thần lưu Khương Vân truyền lệnh Mà chính lão thì lại đứng trước hóa lông trì không hề nhúc nhích Thủ hộ nơi này không chịu rời đi Rõ ràng có cao thủ cái thế chuyên môn nắm thần lô ở trong tay Hư không nổ vang ông ông rung chuyển Ngay cả địa cung cũng bị công kích Như đã xảy ra động đất vậy Chỉ có hóa lông trì là coi như yên lặng Giờ khắc này tất cả mọi người ở thần thành lại phải chấn kinh Từ xa nhìn lại mây đỏ trùng tiêu Phượng minh động thiên như có một con thần hoàng dục hỏa trọng sinh bay lượn chín tầng trời. Một cổ uy áp không thể tưởng tượng được, nháy mắt bao phủ toàn thành, không ai có thể kháng cự, rất nhiều người gần như đồng thời ngã rạp xuống. Rất nhiều tu sĩ linh hồn rung rẩy, không kiềm được phải quỳ xuống cúng bái. Đây là một điều hoàn toàn không thể tự chủ được, như đối mặt với thần minh, tràn ngập sự kính sợ trời sinh. Cực đạo thần uy, tất cả mọi người khiếp sợ, căn bản không thể nói nên lời, rất nhiều lớp người đều rung rẩy, Hằng vũ thần lô được luyện chế từ hoàng huyết xích kim trở thành thứ duy nhất trong thiên địa. Không ai nhìn thấy hình dáng của nó, nhưng uy áp lại truyền tới trong lòng mỗi người, cả đời đều khó có thể quên được. Nhân lực dùng cái gì để chống lại thần uy loại này? Huyết nhục thương thể căn bản không thể chịu đựng được, không ai có thể ngăn cản. Phòng tư đại đế cổ vô thượng có thể thấy rất rõ ràng, chỉ vẻn vẹn là binh khí bọn hắn cũng không thể đại biểu cho bọn họ. Ở sâu trong địa cung, bên cạnh hóa lông trì, Diệp Hàm cũng bị kinh sợ, tuy nhiên không bị áp chế, nơi này vô cùng bình tĩnh nhưng hắn vẫn vô cùng rung động. Đây là thần uy cực đạo. Hắn thì thào tự nhủ. Đây cũng không phải là thần uy cực đạo, chỉ chán dạng là để thần lô sống lại mà thôi, chưa xuất ra chút lực đạo nào. Khương Vân nói. Hả? Lực lượng khủng bố của hàng vũ thần lô còn chưa được phát ra sao? Diệp Hàm thực sự là bị chấn nhiếp hắn giờ không thể tưởng tượng được binh khí cực đạo rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào. Trước đây nghe người ta nói có thể đánh nát thiên địa, sấy khô đại dương mênh mông, hắn có thể tưởng đây chỉ là một cách nói khoa trương thôi. Hiện tại xem ra cũng không quá phận, thực sự có được lực lượng vô thượng khó có thể đo lường được. Thánh binh cực đạo nếu lọt vào tay của người bình thường thì chỉ là giật chết mà thôi. Chỉ có đại năng mới có thể khiến cho nó sống lại. Mà muốn khiến nó phát ra thần uy lại càng cần thần lực khổng lồ khương vân nói diệp hàm suy nghĩ tới xuất thần nhân vật cấp thánh chủ nếu cầm một kiện binh khí như vậy quả thực có thể tung hoành thiên hạ căn bản không sợ bất kể kẻ nào khởi bẩm kẻ tới xâm phạm bị hủy diệt rồi hóa thành một mệnh nhưng không phải chân chính là người mà là bốn bộ cổ thi bên cạnh hóa lông trì có người đi vào bẩm báo những bộ cổ thi kia có gì đặc biệt không khương vân hỏi Phỏng đoán ban đầu thì đều là đại năng thượng cổ đã qua đời Có một nhân vật khủng bố đã khống chế chúng Tất cả mọi người nơi này đều hít sâu một hơi khí lạnh Thi hại của đại năng thượng cổ cũng không phải có thể tìm được dễ dàng Mà người này lại có bốn bộ Tuyệt đối là một cường giả vô cùng đáng sợ Cường Vân cảm giác được sự nghiêm trọng của cái vấn đề Nói Không tiếc hủy diệt bốn đại hóa thân cường đại Hoàn toàn chỉ để thăm dò mà thôi Đây đúng là một địch nhân rất khủng bố mà Bên cạnh có người hoài nghi, nói Chẳng lẽ hắn tin tưởng có thể công phá binh khí cực đạo hay sao Trừ khi đại đế hồi sinh sắc mặt Hương Vân trầm trọng quát Truyền lãnh mỗi người đề phòng cao độ Nhất là những người ở cạnh hàng vũ thần lô Những người khác bất kể là ai Dám tới gần đều dùng thần uy cực đạo hủy diệt Nếu là... Có người sợ hãi muốn nói điều gì Tao đã nói bất kể là ai dám càng đám tới gần giết sạch thường sắc hương vân lạnh như băng vô cùng nghiêm túc hết tập 95 của bộ truyện dạ thiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lá